Bạch tuộc. Loài hải sản này phổ biến ở nhiều quốc gia. Bạn có thể nghĩ vị của nó như cao su, nhưng khi nấu chín, thịt của nó lại mềm và ngọt. Ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc Hy Lạp, bạn có thể thử món bạch tuộc luộc hoặc nướng. Nhật Bản phục vụ nó dưới dạng sashimi, là phi lê sống thái nát mỏng. Và ở Manta, bạch tuộc được phục vụ để trộn với mì spaghetti. Hàn Quốc nổi tiếng với cách ăn bạch tuộc cực kỳ hấp dẫn. Họ ăn những con bạch tuộc sống với nước sốt và gia vị. Nhưng trải nghiệm này thực sự nguy hiểm với sức khỏe. Theo một số báo cáo, hàng năm có vài người chết ở Hàn Quốc do ăn bạch tuộc. Đơn giản chỉ vì họ bị sặc và nghẹn khi những xúc tu của bạch tuộc vẫn còn ngoe ngoẩy khi vào tới cổ họng của họ. Các xúc tu có thể bám chặt vào thanh quản hoặc thực quản từ bên trong, ngăn chặn việc cung cấp oxy cho cơ thể, gây nghẹt thở đến tím tái cả mặt mày. Thường thì các nhà hàng sẽ cắt thành các miếng nhỏ, nhưng các xúc tu vẫn ngoe ngoẩy được. Một nữ blogger ẩm thực người Trung Quốc đã gây xôn xao khi ăn bạch tuộc nguyên con. Nhưng thay vì có một clip livestream trình diễn món ăn ngon lành, thì cô gái phải toát mồ hôi hột mới thoát khỏi sự đeo bám của những chiếc xúc tu bạch tuộc. Nó bám chặt vào mặt cô, thậm chí còn làm bị rách một mảng trên má của cô gái. Kasumazu. Có thể bạn nghĩ rằng khi xem video về thực phẩm như thế này thì có thể ngồi nhấm nháp đồ ăn gì đó. Nhưng thú thực là mình khuyên bạn nên gạt thức ăn sang một bên trước khi bạn xem món ăn tiếp theo đến từ Ý. Chắc hẳn bạn đã biết Ý là quốc gia nổi tiếng với các loại phô mai và một trong số chúng có mùi vị khá kỳ lạ. Có thể nói chỉ những người can đảm nhất mới dám thử loại phô mai này. Kasumazu hay còn gọi là phô mai giòi được làm từ sữa cừu trên đảo Sardinia, Địa Trung Hải. Thoạt nhìn, nó trông giống như phô mai pecorino nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng thực chất nó đang ẩn chứa một bí mật dùng mình bên trong. Kasumazu được để ngoài trời ấm trong 3 tuần, cho tới khi phủ kín ruồi phô mai. Vỏ ngoài thường được cắt để dụ chúng chui vào trong. Sau khi những con ruồi đẻ trứng vào, bánh phô mai được cất trong kho tối và mát để trứng nở. Khi đó, axit trong hệ tiêu hóa của giòi sẽ khiến phô mai cứng trở nên mềm mịn, thậm chí còn hóa lỏng. Dịch tiêu hóa của giòi đem lại cho phô mai hương vị đặc biệt. Ấu trùng của loại ruồi này có màu trắng trong, dài khoảng 8mm. Khi phô mai đã chín, mỗi bánh có khoảng vài nghìn con. Thực khách có thể chọn ăn phô mai với giòi sống hoặc chết bên trong. Nếu muốn thử loại còn sống, bạn cần che miếng phô mai bằng tay khi đưa vào miệng, do giòi có thể nhảy cao tới 15cm khi bị kích động và bắn vào mắt của bạn. Nếu điều đó khiến bạn hơi giận tóc gáy, thì bạn cũng có thể cho miếng phô mai vào túi bịt kín để giòi chết hết trước khi thưởng thức. Tuy nhiên, dù ăn loại nào, bạn cũng nên nhai thật kỹ, do những con chưa chết có thể sống trong ruột người, gây ra đau đớn và kích ứng. Nhiều năm trước, Ý đã cấm không sản xuất loại phô mai này với quy mô lớn, theo luật an toàn thực phẩm của EU. Người dân đã đề nghị công nhận đây là thực phẩm truyền thống để không bị áp dụng quy định của EU, nhưng không thành công. Bạn có thể bỏ tiền ra gấp đôi để mua Kasumazu ở chợ đen. Fugu. Một số người cho rằng sushi của Nhật Bản là món ăn rất nguy hiểm vì nó có cá sống. Có thể là họ chưa nghe về món fugu, một món ngon khác của Nhật Bản. Fugu hay còn gọi là cá nóc Nhật Bản, và món này nguy hiểm đến mức sẽ không phải là quá khi nói rằng các đầu bếp làm món fugu phải qua các lớp học đào tạo nghiêm ngặt trong nhiều năm, thi lấy chứng nhận để chế biến món cá nóc cho người ăn. Trong các nhà hàng, các đầu bếp Nhật Bản học cách phi lê nó trong nhiều năm, đôi khi nhiều thập kỷ. Điều này là do các cơ quan nội tạng của loài cá này chứa chất độc tetrodotoxin gây chết người, đủ khiến 30 người tử vong cùng một lúc. Chất độc này sẽ khiến người nhiễm phải liệt cơ và gây nên các vấn đề về hệ thống hô hấp, dẫn đến tử vong chỉ trong khoảng 6 tiếng. Độc cá nóc đặc biệt ở chỗ, dù bị tê liệt hoàn toàn thì người ta vẫn có thể tỉnh táo và thậm chí nhận thức rất rõ trước khi chết. Chất độc của cá nóc độc gấp 200 lần cyanua. Nó không có mùi, không có màu và trông giống như nước thông thường. Vì vậy, người đầu bếp phải biết chính xác phải làm gì với từng milimét của loài cá này. Ngày nay có những con cá nóc nhân tạo không chứa chất độc hại, nhưng một con cá nóc tự nhiên vẫn được coi là một món ngon ở Tokyo. Món fugu được phục vụ trong gần 4.000 nhà hàng ở Nhật Bản và chi phí cho một con như vậy có thể hơn 1.000 đô la. Mặc dù các chuyên gia nói rằng món fugu trong các nhà hàng được cấp phép là hoàn toàn an toàn, nhưng điều này được xác nhận bởi thống kê 50 năm trước. Số người tử vong 100 người mỗi năm nay đã giảm xuống còn 2-3 người mỗi năm. Fesik. Mỗi năm, Bộ Y tế Ai Cập cảnh báo mọi người không nên ăn món Fesik.
một món ăn truyền thống của Ai Cập. Fesi được biết đến là một món cá đối mungi ủ muối lên men. Ở Ai Cập, người dân thường ăn món này trong lễ hội Sam En Nessim để chào mừng mùa xuân. Đây là một lễ hội truyền thống có từ thời các vua pharaoh của hàng nghìn năm trước. Quá trình chế biến fesi bao gồm chuẩn bị cá sạch rồi phơi khô dưới nắng mặt trời trước khi ủ muối trong 45 ngày. Tuy nhiên, nếu chế biến không đúng quy trình, món ăn này trở thành thuốc độc với người dùng. Năm 1991, 18 người chết vì ăn cá fesi. Năm 2010, có 2 trường hợp tương tự xảy ra. Tháng 4 năm 2012, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada thu hồi tất cả cá fesi bán tại Toronto vì có 3 báo cáo về nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum do ăn cá fesi. Công thức làm fesi nghe có vẻ đơn giản, nhưng bí quyết để chế biến thành công chính là biết được lượng muối cần để ủ cá. Khi cá còn sống, muối sẽ làm chín cá, trên lý thuyết để ngăn ngừa thối rữa. Kết quả sau 45 ngày lấy ra, cá sẽ có màu xám tái và đặc biệt là bốc mùi hôi. Nếu không chuẩn bị đủ muối hoặc có cá chết trong nước, vi khuẩn gây ngộ độc sẽ phát tán trong môi trường ủ cá. Người ăn fesi được chế biến không an toàn sẽ bị nôn mửa, buồn nôn, tê liệt hoặc tệ hơn có thể tử vong. Sò huyết. Châu Á của chúng ta có những món ăn khác thường và nguy hiểm. Một trong số đó là sò huyết. Sò huyết là một loại sò rất được ưa chuộng và phổ biến tại Việt Nam. Chúng ta thường hấp hoặc luộc. Tuy nhiên, việc xử lý nhiệt này thường không hiệu quả nên không thể bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm bạch hầu và viêm gan A. Đây là loài sò sống trong bùn nên có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng khá cao. Vào năm 1988, việc sử dụng sò huyết nấu chín gây ra sự bùng phát nghiêm trọng của bệnh viêm gan A ở Thượng Hải. Theo nhiều nguồn tin, từ 31 đến 47 người chết và khoảng 300.000 người bị nhiễm sau khi ăn. Việc bán và nhập khẩu sản phẩm này ở Thượng Hải đã bị cấm một cách kỳ lạ và các thành phố khác ở Trung Quốc vẫn coi đây là một món ngon. Ackee. Loại quả Ackee trông rất sặc sỡ và ngon lành, là loại quả của Jamaica có nguồn gốc từ Tây Phi. Quả của cây này được người Jamaica sử dụng làm thực phẩm ăn kèm với cá tuyết muối. Chúng được coi là một đặc sản địa phương. Tuy nhiên, vẻ ngoài có thể đánh lừa bạn nếu không biết cách ăn, bạn có thể tử vong trong vòng 24 giờ. Quả Ackee chín đã chuyển sang màu vàng đỏ và tự mở ra. Nhưng nếu bạn không đủ khôn ngoan để mở một quả chưa chín và nếm thử bên trong, bạn sẽ nhanh chóng trở thành nạn nhân của bệnh nôn mửa Jamaica. Về mặt kỹ thuật, được gọi là ngộ độc hypoglycin. Bạn có thể chết trong vòng một ngày. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, người Jamaica thích thịt chín vàng của trái Ackee và đó là một thành phần trong món ăn quốc hồn, quốc túy của họ. Aiganap, Alaska. Miền hoang dã lại rộng vòng tay đón bạn trở về với Aiganap, còn được biết đến với cái tên thịt nướng chôn đất. Người Inuit ở Alaska bảo quản thịt của họ bằng cách nướng rồi cắt nhỏ thành nhiều miếng, chôn sâu xuống đất, sắp đóng băng vào mùa thu. Sau một thời gian đủ dài, tự ước lượng, người ta đào lên và thưởng thức, sau đó tùy vào vận may để xem họ có bị ngộ độc hay không. Nghiêm túc đấy, vì món ăn này không hề có công thức cố định mà mỗi nhà sẽ tùy theo tình hình mà tự ước lượng thời gian hạ thổ thịt nướng. Inuit ở Alaska bảo quản thịt của họ bằng cách cắt nó thành các miếng thịt bò nướng lớn, sau đó chôn trong đất trong vài tháng trời, nơi nó lên men vào mùa thu rồi đóng băng vào mùa đông. Sau đó họ ăn món tinh xảo có giá này. Tuy nhiên, vì những công thức nấu ăn này cũng được truyền lại qua các thế hệ, bệnh ngộ độc cũng khá phổ biến ở đây. Hákarl, thịt cá mập thối Iceland. Đối với Iceland, Hákarl là món ăn thuộc hàng quốc bảo, còn ở nơi khác, nhiều khả năng món ăn này sẽ bị ném vào thùng rác hay hố phân. Nguyên nhân là Hákarl thực chất là món thịt cá mập thối được làm từ thịt cá mập chôn trong hố cát trong từ 6 tới 12 tuần, sau đó được đào lên và treo lên, hong cho khô trong từ 6 tới 12 tuần. Và có lẽ cũng chỉ có người Iceland là hồ hởi thưởng thức món ăn siêu dị này, khi mà các du khách khi đến Iceland du lịch đều mô tả món này có mùi hố phân nồng nặc không thể nào quên được. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video.